Rồi, xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị về tử vi 6 tháng cuối năm của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Trong năm 2023 năm Quý Mão, bài hôm nay là tôi sẽ chia sẻ về nam mệnh anh chị nhé. Nam nữ rồi là rất nhiều tuổi là tôi sẽ làm hết 6 tháng cuối năm ạ. Tôi sẽ xét theo bài chia sẻ gì gồm hai phần. Thứ nhất là phần tổng quan gồm các tiêu chí như sau: chòm sao Thái Tuế, chòm sao Lộc Tồn, hạn tam tai có bị hay không, mỗi tương quan giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, tương sinh, tương khắc, tỷ hòa hay là hợp hay là xung, hình hại phá, vân vân. Tiếp theo là hệ thống sao cửu diệu và tuổi là xét tuổi âm, xem gặp sao gì, diễn biến nó như thế nào, nó ảnh hưởng nhiều vào cái tháng nào. Về phần thứ hai là phần 6 tháng cuối năm thì chúng ta sẽ xét mối tương quan giữa thiên can địa chi của tháng so với thiên can địa chi của tuổi và nạp âm ngũ hành của tháng so với nạp âm ngũ hành của tuổi. Tiếp theo là cát thần, đây tương quan địa chi rồi. Một điểm anh chị khá là quan tâm đó là thời gian, đúng không ạ? Thời gian này, không gian này, sự việc và con người, đó là những cái điểm chính. Thời gian ví dụ như là tháng 7. Tháng 7 là từ mùng 8 tháng 8 tới mùng 8 tháng 9 dương lịch, theo lịch tiết khí anh chị nhá. Tháng 7 là tháng 8 tháng 8 tới mùng 8 tháng 9. Còn các tháng khác thì anh chị tra tương tự, ví dụ như là tháng 12. Tháng 12 là từ mùng 6 tháng 1 tới một tiết khí lập xuân, tức là mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 12. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần tổng quan đi. Trước khi đi vào phần tổng quan thì tôi sẽ điểm qua một chút về tính cách của người tuổi Ngọ. Cái tính cách của người tuổi Ngọ thì cũng đã chia sẻ qua một số video rồi, thì cũng điểm lại thôi. Đó là người tuổi Ngọ là hình tượng con ngựa. Con ngựa thì sao? Là bộc trực, là khẳng khái, là không sợ vất vả gian nan, là ưa thích vận động, là năng động, là nhiệt huyết, là xông xáo, là nhanh nhạy. Đó chính là một số đặc tính của người tuổi Ngọ. Tiếp theo là giỏi giao tiếp này, luôn hết lòng giúp đỡ bảo vệ người khác. Ngoài ra thì có những cái nhược điểm như sau: dễ nổi nóng, thiếu sự kiên trì, cái công việc rồi là các nghiên cứu là khó duy trì trong một thời gian dài. Đấy là đặc tính người tuổi Ngọ. Thì người tuổi Ngọ có thể khắc phục cái đặc tính đấy thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra thì cái việc bộc lộ cảm xúc của người tuổi Ngọ thì nhiều khi là không biết che giấu. Người tuổi Tỵ thì nói chung là che giấu được cảm xúc, người ta phải nghi ngại. Còn người tuổi Ngọ thì khá là bộc trực, thế nên là nhiều khi người ta là hay là mất lòng người khác. Rồi tiếp theo phần tổng quan này, chòm sao Thái Tuế và Lộc Tồn thì có bộ là gì? Thiếu âm, đào nghỉ, Lộc Tồn phi liêm. Cái này là chúng ta phải xét xung chiếu rồi là tam hợp, tam phương tứ chính nó mới ra được anh chị nhé. Ví dụ năm Mão thì Thái Tuế là ở Mão, Thái Tuế thiếu dương tam môn thiếu âm thì người tuổi Ngọ sẽ gặp sao thiếu âm. Thiếu âm một hình ảnh của mặt trời, mặt trăng nhỏ. Tiếp theo là gì? Năm Mão thì đào hồng nó sẽ ở Tý, thiên hỷ nó sẽ ở Lộc Tồn. Như vậy là có bộ đào hồng hỷ, Lộc Tồn ở Tý, phi liêm ở Ngọ. Như vậy là tổ hợp chòm sao Thái Tuế và Lộc Tồn là có bộ thiếu âm, đào hồng hỷ, Lộc Tồn phi liêm. Thiếu âm mà đi với Lộc Tồn thì nó rất lợi về mặt tài lộc, kinh doanh buôn bán, của dư của để. Anh chị nào mà làm sếp năm nay được biếu xén nhiều lắm, Lộc Tồn của dư của để, của biếu xén, của thừa kế, vân vân. Thiếu âm là mặt trăng nhỏ, thế nên tượng của nó là ăn chơi, tượng của nó là hưởng thụ, tượng của nó là gia đạo hạnh phúc, yên vui, hòa hợp. Năm nay vợ chồng là rất là mặn đồng. Đào hồng hỷ là có tin vui về tình yêu, tình ái với các anh chị, với các anh mà chưa kết hôn. Đào hồng hỷ thì kinh doanh buôn bán phát tài, đào hồng hỷ có duyên. Hạn mà gặp đào hồng hỷ nói chung là mặt mũi nó tươi tốt, nó sáng, nó đẹp, nó trẻ trung, vân vân. Đào phi liêm sẽ có một chút rắc rối thị phi nhỏ, nhưng mà cơ bản tổ hợp các sao tốt nó nhiều, thế nên là mức độ của phi liêm là nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo hạn tam tai lại không bị, tránh được các cái khoản liên quan ốm đau bệnh tật, ưu tư sầu đau khổ não, già đạo lục đục. Đấy là hạn tam tai bình yên bình, đấy là không bị tam tai. Thiên can canh gặp quý là sinh xuất có xấu hay không ạ? Thì nó chúng ta phải xét nhiều tiêu chí. Canh ngọ là gì? Canh là canh kim, là bị ngọ hỏa khắc, như vậy kim nhập. Tiếp theo là quý mão thủy mộc vượng, như vậy là khí kim thì ít mà khí thủy khí mộc thì nhiều, tức là thì thương quan và tài khá là vượng mà nhật chủ hơi yếu thì tượng trưng cho năm nay là gì? Việc kinh doanh, làm ăn buôn bán nó sẽ có nhiều sự vất vả gian nan một chút. Đấy, rất hợp với những anh chị nào làm những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, liên quan văn hóa nghệ thuật, tại vì có thiếu âm, đào nghỉ cũng như là gì, canh gặp quý là gặp thương quan. Rồi tiếp theo địa chi mão ngọ xung phá thì cẩn thận tiểu nhân hãm hại phá đám trầu gậy bánh xe. Rồi ngũ hành thì bị sinh xuất này, ngũ hành là canh ngọ là thuộc thổ, quý mão ngũ hành thuộc kim. Khi mà sinh xuất thì tâm sức khỏe, tâm tư tình cảm nó sẽ hơi mệt mỏi một chút. Tiếp theo sao cửu diệu, nam mệnh canh ngọ 34 tuổi gặp sao kế đô,
kế đô thì kỵ vào tháng 3 tháng 9. Đấy, La Hầu kế đô Thái Bạch nó chủ về tranh chấp, nó chủ về thị phi, nó chủ về kiện tụng, nó chủ về mất mát, nó chủ về hao tài tốn của. Thì cẩn thận mồm miệng, cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé. Đối với tuổi Canh Ngọ trong năm nay, nhiệt tình này, năng nổ này, sốc vác, đấy là độ trực khẳng khái. Nhiều khi là thẳng thắn quá là dễ mất lòng. Thì người Canh Ngọ trong đặc biệt là trong năm nay, cũng như là cá tính của mình, thì nhiều khi là kiềm chế lại một chút thì nó sẽ tốt thôi. Đó là về phần tổng quan, anh chị hình dung đơn giản. Tổng quan là năm, năm tốt mà tháng tốt thì chắc chắn là rất tốt rồi. Năm tốt tháng xấu, năm xấu tháng tốt thì mức độ khá thôi. Còn năm mà xấu tháng mà xấu thì là rất xấu rồi. Rồi tiếp theo thì mời anh chị đi vào phần 6 tháng cuối năm đi. Đầu tiên là tháng 7, tháng 7 thì ngũ hành thuộc mộc, mộc khắc thổ, thế nên là cũng có một chút bất lợi liên quan đến công việc, liên quan tài lộc, liên quan sức khỏe. Tiếp theo canh thân, canh thân thì anh chị nghe nhiều bài thì cũng biết rồi. Canh thân thì thiên can địa chi của canh thân ngũ hành đều thuộc kim. Canh ngọ ở đây là gì? Canh ngọ thì bị ngọ hỏa các canh kim, thế nên là kim hơi yếu. Kim hơi yếu thì cần sinh, cần trợ giúp. Thì canh thân ngũ hành thuộc kim là tương trợ cho ngũ hành thuộc kim, thế nên là về cơ bản là gì? Năm nay tháng 7 là một tháng tốt, có anh em và có bạn bè, có đồng nghiệp trợ giúp. Tiếp theo, canh mà gặp đất thân, ngọ mà gặp đất thân, người ta gọi là gặp đất lộc mã, thế nên tháng 7 cũng là tháng anh em bạn bè đồng nghiệp trợ giúp, công việc làm ăn kinh doanh buôn bán là thuận lợi. Đặc biệt là chọn làm, đặc biệt thích hợp cho những người làm trong những ngành nghề liên quan đến vận chuyển, liên quan logistics, liên quan đến đi lại nhiều, đó là hạn gặp lộc mã tháng 7 tốt nhé. Tháng 8 tương tự như vậy. Tân Dậu thì thiên can địa chi ngũ hành đều thuộc kim. Canh gặp tân là gặp kiếp tài. Kiếp tài thì bình thường là xấu, nhưng mà khi mà canh kim mà suy nhược thì cần ngũ hành thuộc kim đến để bổ trợ, bổ sung. Thế nên là tháng 8 gặp Tân Dậu thì về cơ bản cũng tương tự như tháng 7, nhưng mà nó không tốt bằng tháng 7. Do tháng 7 gặp lộc gặp mã thì nó sẽ vượng hơn rất rất nhiều. Cái này là 1/10, 1/6 thôi. Canh thân với Tân Dậu hai tháng này đều cơ bản đều là tốt cả. Tiếp theo tháng 9 ngũ hành thuộc thủy, thổ thủy khác nhau. Thế là khắc xuất, khắc chủ động, tức là gặp khó khăn, gian nan, hiểm nguy là mình có thể vượt qua được. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là ngọ tuất ở thế tam hợp, canh gặp nhân người ta gọi là gặp thực thần, nhưng mà thực thần ở đây là thứ nhất là thực thần suy nhược. Cái thứ hai là gì? Canh kim suy nhược, thế nên là khi mà gặp mà thực thần mà nó suy nhược thì về cơ bản nó không xấu. Công việc tài lộc trong về tháng 9 là về cơ bản là tương đối, không quá tốt mà không quá xấu. Không quá tốt mà không quá xấu. Ngọ tuất ở thế tam hợp như vậy là hỏa vượng. Kim thủy suy nhược thì nó không quá tốt mà không quá xấu. Tháng 10 thì quý hợi. Quý hợi là gì? Canh gặp quý người ta gọi là gặp thương quan. Ở đây tháng 10 là gì? Thiên can địa chi của tháng là ngũ hành đều vượng cả, ngũ hành thủy đều vượng cả, như vậy là canh kim rất suy nhược, bị tiết khí rất nhiều. Khi bị tiết khí rất nhiều thì tinh thần sức khỏe là bị tổn hao, công việc làm ăn kinh doanh buôn bán thì bất lợi. Hơn thế nữa thì thương quan kiến quan, thương quan khắc quan, thế nên tháng 10 là tháng bất lợi về mặt công danh và về mặt tài lộc, nó khác hẳn tháng 9 luôn. Tháng 9 thì nhâm yếu, nhâm thủy yếu, thế nên là cái sự tiết khí của nó không mạnh. Còn tháng 10 quý hợi, thiên can địa chi đều thuộc thủy, thế nên sự tiết khí của canh kim nó rất vượng, nó rất nhiều, thế nên bị hao tổn tinh thần nguyên khí khá là nhiều. Tháng 11 là giáp tý. Giáp tý là thủy mộc vượng. Thủy mộc vượng mà canh kim lại yếu, như vậy là gì? Giáp thì lại là tài, tài ở đây là thiên tài. Như vậy là thêm nữa, tý ngọ xung nhau, canh giáp khác nhau. Nhật chủ lại canh kim lại yếu, như vậy là gì? Tháng 10 là thiên khắc địa xung, bất lợi. Bất lợi ở đây thứ nhất là bất lợi về mặt tiền bạc, tại vì canh gặp giáp là gặp tài. Tài mà nó không hợp mình, nó không phù cho mình, nó không tốt cho mình thì về cơ bản sẽ bất lợi. Bất lợi về tiền tài dẫn đến bất lợi về công việc làm ăn kinh doanh buôn bán tháng 11. Tháng 12 Ất Sửu thì sao? Sửu ngọ là tương hại. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là canh gặp Ất, người ta gọi là gặp chính tài. Ất canh lại ở cái thế hợp nhau. Thế nên là tháng 12 là tháng cơ bản ổn về mặt công danh, về mặt tài lộc. Hơn thế nữa tháng 12 nó khác hẳn tháng 11. Tháng 12 địa chi là Sửu, Sửu là thổ, thổ lại sinh cho kim. Sửu là khố kim. Thế nên tượng của tháng 12 là tháng gì? Cơ bản là gì? Tài ấn gặp nhau, tốt về mặt công danh, tốt về mặt tài lộc, có thể thăng quan tiến chức. Nhưng mà Sửu mà gặp ngọ thì hãy cẩn thận, cái thế tương hại này có thể gây ra gì? Gây ra tranh chấp, gây ra thị phi, tiểu nhân hám hại, sinh ra buồn phiền, sinh ra mệt mỏi. Thế nên là cái việc phấn đấu để thăng quan tiến chức rồi là gì? Công việc hanh thông là nó sẽ vất vả, nhưng mà vẫn tốt hơn tháng 11. Thì tổng quan lại 6 tháng cuối năm thì anh chị chú ý nhất vào tháng 10 và tháng 11, nó sẽ khá là bất lợi đấy. Và tiếp theo cũng phải lưu ý đến anh chị nữa, bài chia sẻ hôm nay là nói về tuổi Canh Ngọ nói chung.
thì nó sẽ đúng cho số đông người tuổi Canh Ngọ và sẽ không đúng 100% anh chị nhé. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngày giờ tháng năm, rồi thậm chí là cái công việc, thậm chí công việc mình làm cùng một tuổi, hai cái công việc khác nhau và có tháng khác nhau, nó có sự tốt xấu khác nhau, thêm nữa phụ thuộc vào phong thủy, nhân quả, rồi nhiều yếu tố nữa đó. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các bài tiếp theo ạ.